Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Cỏ Mùa Xuân. Cây cỏ quanh ta luôn có những công dụng kỳ diệu mà chúng ta sẽ không khỏi bất ngờ khi đi sâu vào khám phá nghiên cứu. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về rau tần dày lá, tên thường gọi là cây húng chanh. Đây là một loại cây thân thảo cùng họ với húng quế, bạc hà, kinh giới, xô thơm, hương thảo và húng tây. Lá tần dày có hình tim, lá dày, cứng, giòn, quanh mép lá có khía săn tròn và thường mọc đối xứng nhau, có nhiều lông mịn, mùi thơm dễ chịu khi hít vào cho cảm giác sảng khoái. Đặc biệt, rau tần dày lá có nhiều tác dụng vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe. Công dụng thứ nhất, chữa ho, giảm viêm họng cho bà bầu trẻ nhỏ. Tần dày lá sẽ là phương thuốc hữu hiệu chữa ho, đau sắc cổ họng, viêm xoang tại nhà hiệu quả. Hóa chất bên trong lá húng chanh tương tự một loại kháng sinh tự nhiên, có tác dụng sát khuẩn tốt, loại bỏ chất nhầy, đờm và các tác nhân gây viêm nhiễm vòng họng. Thái nhỏ lá sau tần tươi đã được rửa sạch, thêm một ít đường phèn, sau đem chân cất thủy, sau đó vắt lấy nước uống. Còn bã lá sau tần có thể ăn hoặc ngậm nuốt cùng với nước. Mỗi ngày sử dụng một lần sẽ có hiệu quả nếu dùng liên tục từ 3 đến 5 ngày. Công dụng thứ hai, chống ung thư tiềm năng. Nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng thân cây tần lá dày rất giàu chất ống chống oxy hóa và có khả năng làm sạch các gốc tự do. Chất sức của loại cây này đã giúp ức chế sự tăng sinh các tế bào ung thư. Công dụng thứ ba, rau tần dày lá giúp đẹp da. Một trong những lợi ích tuyệt vời khác của cây rau tần dày lá là giúp tái tạo và làm đẹp da. Cây tần dày lá có thể chữa lành các vết côn trùng cắn, chích cho đến các bệnh da liễu như bệnh chàm, vẩy nến. Các hợp chất chống viêm có trong cây rau tần dày lá có thể nhanh chóng làm giảm đỏ và sưng tấy, đồng thời là bỏ ngứa và kích ứng. Công dụng thứ tư là giúp giảm sốt. Thay đổi thời tiết thất thường là nguyên nhân chính khiến cho cơ thể bị sốt, cảm cúm, mệt mỏi. Rau tần dày lá sẽ là phương pháp hữu hiệu để hạ sốt nhanh chóng. Ngoài ra, rau tần dày lá còn giúp ra mồ hôi, loại bỏ độc tố qua da và tăng nhanh quá trình phục hồi. Giã nát một ít lá rau tần cùng với một ít muối và một ít nước sôi để nguội, rồi vắt lấy nước uống. Bã lá rau tần để nguyên hoặc cho ít sắm và rượu để thoa khắp cơ thể. Công dụng thứ năm, giảm căng thẳng và lo âu. Một số hợp chất hữu cơ và khoáng chất trong lá húng chanh có tác dụng an thần nhẹ. Hãm rau tần dày lá như trà để uống để giảm cảm giác lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, giúp thư giãn, ngủ ngon. Công dụng thứ sáu, cải thiện chức năng thận. Cây húng chanh giúp lợi tiểu, từ đó giúp cơ thể đào thải các độc tố bằng cách kích thích đi tiểu. Điều này cũng làm giảm lượng máu dư thừa, chất béo và nước trong cơ thể, giúp cho thân hoặc thận hoạt động trơn tru. Công dụng thứ bảy, giảm hội chứng ruột kích thích. Từ xa xưa, cây húng chanh thường được dùng để trị khó chịu, dạ dày và giảm hội chứng ruột kích thích. Hãm lá cây tần dày lá uống như nước trà sẽ mang lại lợi ích sức khỏe kể trên. Công dụng thứ tám, giảm đau bụng kinh ở nữ giới. Phụ nữ sẽ vui mừng khi biết rằng cây rau tần dày lá còn giúp giảm cơn đau bụng kinh ở Ấn Độ, một số vùng của Indonesia. Người dân vẫn sắc loại cây này cho các bà mẹ mới sinh uống để tăng lưu lượng sữa mẹ. Công dụng thứ 9, giảm viêm khớp. Hàm lượng aspartic omega 6 có trong lá cây húng chanh có thể giúp giảm chứng viêm khớp. Ngoài ra, các vận động viên cũng được khuyến cáo nên tiêu thụ loại lá này để ngăn ngừa loãng xương. Công dụng thứ 10, cải thiện thị lực. Húng chanh giúp cải thiện thị lực. Loại cây này có chứa một lượng vitamin A nhất định giúp giảm căng thẳng oxy hóa trong mắt và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng. Ngoài lợi ích chữa bệnh, cây tần dày lá còn được dùng nhiều trong nấu nướng. Lá tần dày thường được sử dụng trong phụ gia thực phẩm, gia vị, hương liệu cho các món thịt, món cá và nấu nướng. Cụ thể như rau tần dày, lá tẩm bột chiên giòn, bò xào tần dày lá, canh chua nêm rau tần dày lá. Với những công dụng tuyệt vời của tần dày lá, hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức để bảo vệ sức khỏe gia đình bằng những phương pháp thiên nhiên. Tuy nhiên, khi sử dụng lá húng chanh chữa ho theo đúng liều lượng đã được hướng dẫn, bạn không nên lạm dụng quá liều lá húng chanh vì có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Khi chế biến rau tần dày, bạn nên ngâm qua nước muối để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây hại, không kết hợp tần dày lá với những loại thảo dược khác khi chưa có sự chỉ định của thầy thuốc. Phối hợp thảo dược không đúng cách có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like, share và đăng ký subscribe kênh để dễ dàng theo dõi thêm nhiều video thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!